Rồi, đầu tiên xin chúc toàn thể chị em bà con mình có một cái sức khỏe thật là tốt nha mọi người, để vượt qua cái đại dịch nha. Hôm nay là ngày 3 tháng 9 2021 rồi. Thì cầu mong sao dịch bệnh nó sẽ sớm được đẩy lùi để chị em bà con của mình vượt qua những khó khăn, vượt qua cái đại dịch này và sống một sống thực sự là êm đẹp và hạnh phúc hơn. Thì hôm nay quay trở lại với công việc mua bán cũ bên em, thì bên em mới vừa về thì một con ông fan nha mọi người, ông fan fan Trường Giang nha, đời 2011, thùng dài lắm nha mọi người. Xe này thùng dài 9m2 nha. Hiện tại máy em đang cho nổ nha mọi người, máy em đang cho nổ luôn, xe mới về mấy bữa thôi nha. Thì con xe này bên cửa hàng bên em đang chào bán với giá là 325 triệu nha mọi người. Xe rất là đẹp, rất là VIP clip luôn đó. Em sẽ quay tổng thành chi tiết cái xe này gửi đến chị em bà con mình cùng xem, cùng tham khảo nó như thế nào. Thì mọi thông tin chi tiết bà con mình vẫn kết nối Zalo em, kết nối số điện thoại em là số 0988454318 mọi người, để có thêm thông tin về xe và để có được giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người khi mua xe trong cái mùa dịch này nha. Con này sản xuất năm 2011 nha mọi người, thùng dài 9m2 ha. Con này thì nãy em cũng quên coi cái đăng kiểm nó cao khoảng bao nhiêu mét, con này khoảng cao 3m mấy á, chiều cao á. Thì em sẽ gửi thêm cái đăng kiểm cho mọi người cùng xem và tham khảo phía sau nha. Đó, thì em nó 6 cái vỏ lốp rất là đẹp luôn, rất là VIP luôn mọi người. Em này đang đi vỏ lốp lớp 11 nha mọi người. Lớp 11 ha. Đó, vỏ lớp máy kêu róc rách rất là ngon luôn ha. Nghe máy tiếng giòn thuận luôn. Thì em sẽ quay từ đầu đến đít và quay luôn phần thùng sàn rồi lên nội thất cabin, quay bà con mình cùng xem ha. Xe thì rất là đẹp, không có phải bàn về vấn đề gì chiếc xe này nữa nha. Giá quá tuyệt vời trong mùa dịch luôn nha mọi người. Giá chỉ có 325 triệu nha mọi người. Anh chị em bà con kết nối Zalo, Facebook, TikTok em để có được những cái hình ảnh chi tiết nha. Đó. Xe thì rất là đẹp luôn, không có gì phải bàn nha mọi người. Từ nội thất cho đến máy móc sexy, thùng sàn nó bỏ lết nó cũng rất là biết luôn. Nó rất là dài em, nó dài 9m2 ha. Rất là đẹp luôn, đây ha, phần sexy nha mọi người. Sexy bé nó thì không phải bàn đâu. Đầu số rất là êm ha. Đó. Sexy nè, đó bà con mình xem soi ha. Cùng sàn nó không mục nha. Máy nổ róc rách rất là ngon luôn. Vỏ lớp em nó đây ha, vỏ lớp em này thì còn khoảng 70% nha mọi người. Hai lớp bên kia thì còn 80% nha. Đó. Cầu không có một gọi là nhớt động đồ không có nha mọi người. Đó, rất là đẹp ha, sexy khá là dày luôn. Đó, bé nó rất là dài. Thì hiện tại xe em mới vừa về được mấy hôm thôi, cho nên là anh chị em bà con nào mình cần mình cứ alo cho em trực tiếp, em qua số 0988454318 nha mọi người, để có thêm thông tin về xe và để được cái giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người luôn ha. Thì con này là 7 vẫn mở nha mọi người, mỗi bên hông này là 3 vẫn hết, bên kia cũng 3 vẫn và phía sau nữa ha. Đó, thì hiện tại là xe về bãi cũng 5-7 chiếc nữa, nhưng mà em sẽ lên sóng từ từ cho bà con mình cùng xem ha. Đó, thì đây là phía sàn thùng đó nè, sàn thùng nó không có gì đẹp bằng luôn. Ở phía này thì bạc đồng phủ nó hơi tối nha mọi người, cho nên bà con mình xem thông cảm nha. Đó, rất là đẹp luôn ha, sàn này không có phải một mọt gì đâu. Đây nha, để mở cái cửa ra chấm sáng lên tí, tối quá mọi người ơi. Bây giờ xuống hơi khó tại vì hơi bị lùn. Nói chung anh chị em bà con nào nhìn qua sơ cái xe là biết được cái chất lượng và cái nét đẹp của nó rồi ha. Đây ha, vỏ lốp nó đây nè. Bà con nào mình chở ba lết hoặc mình chở giấy, chở rơm công ty vào công ty khá là ok luôn. Con này thùng nó khá là dài ha. Rất là nhiều anh chị em bà con mình hỏi những cái con thùng dài này, thì hôm nay em mới sưu tầm được một bé này, thùng nó khá là vivo luôn, rất là đẹp ha. Đó, bên kia thêm mới về thêm một con S của em đó mọi người. Thì em sẽ lên sóng từ từ cho mọi người từng chiếc bà con mình xem ha. Đó, em này thì không phải bàn cãi về vấn đề nó, máy móc nó khá là ok ha. Máy nổ rất là êm luôn, máy nổ rất rách luôn. Cầu đích em nó là tuyệt vời không trời luôn nha mọi người.
Bà con nào chưa đăng ký kênh của em thì bà con mình nhớ đăng ký kênh nha, để bà con mình biết được những cái dòng xe bên em bán ra những cái dòng gì và chất lượng nó tới đâu, thì bà con mình cứ kết nối Zalo số điện thoại của em nha mọi người, để có thông tin về xe và để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người nha, khi đến xem xe và mua xe bên cửa hàng bên em nha. Đây là mấy bình hơi của nó nha, ba bình hơi đó. Em nó nổ khá là êm ha. Hai cái lớp đầu này là họ chủ, nói chung họ cũng mới vừa thay mấy tháng nha mọi người. Máy em nó thì công ty nào có nhu cầu thì cứ alo cho em thôi nha. Công ty Trường Giang. Con này thì tải trọng của nó là 6 tấn 2 nha mọi người. Nãy em cũng quên giới thiệu về trọng tải của bé nó nha. 6 tấn 2 trọng lượng cho phép chở của em nó là 6 tấn 2 nha mọi người. Đó, công ty Trường Giang khá là VIP series luôn. Đó, anh chị em bà con nào thực sự muốn mua thì cứ alo trực tiếp em để có được cái xe VIP. Đây. Bây giờ em sẽ lên cái phần nội thất bà con mình cùng xem nha. Thì em tả xe chính xác đây anh chị em bà con mình xem xe không phải lầm. Nếu mà anh chị em bà con nào á mình có nhu cầu muốn mua con xe này mà nó trong thời gian dịch bệnh này không đi được thì cứ alo cho em. Em sẽ cho xe cứu hộ kéo về tới nơi cho bà con mình luôn nha. Đó, yên tâm. Đây là phần nội thất của nó nè. Nội thất rất là đẹp luôn. Nội thất còn khá là liền ha mình ha. Nó không có bị bay màu cho 5 tháng nha, nó còn rất là đẹp luôn. Nội thất thì nói chung con này còn tạm ổn ha. Nội thất còn tạm ổn nha. Đây ha. Đó, kèn rất là lớn luôn. Nói chung không thấy bàn về vấn đề gì hết nha mọi người. Xe thì nói chung còn khá là ok. Con này mới đăng kiểm luôn nha. Mới đăng kiểm luôn. Thì bà con nào muốn xem hình ảnh thì em sẽ gửi thêm hình ảnh nha. Bên ghế tài thì còn ghế nỉ nha mọi người. Xe thì mới về cho nên chưa có rửa, chưa có lau chùi nó. Xe này hầu như là đậu qua là cản hết luôn cái nhà đó mọi người. Đây ha, sàn. Đó là tổng quan về cái con xe Đông Ban Trường Giang này nha. Thì bà con nào thực sự có nhà ý, có nhu cầu thì cứ alo cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ nâng cái đầu cabin lên cho bà con mình xem âm thanh máy móc như thế nào ha, để bà con mình biết luôn. Rồi em sẽ lên cho bà con mình xem ha. Giá chỉ có 325 triệu nha mọi người. Rồi giờ em sẽ lên cho bà con mình xem cái máy đó nha. Em nha. Sớm cho em ha. Xe thì bà con mình ngại đi đứng ở thời kỳ dịch bệnh này thì bà con mình cứ alo trực tiếp cho em. Em sẽ cho xe kéo tới tặng nhà hoặc tặng công ty giao xe cho quý khách luôn nha. Cho nên dịch bệnh này đi lại nó cũng hơi khó khăn thì bên em sẽ phục vụ hết tất cả chị em bà con của mình nha mọi người. Đó ha. Xe rất là đẹp, tiếng máy rất ok, cũng ghê luôn. Rồi. Tiếp theo thì em sẽ lên sóng những cái con xe mới về sau thì mong anh chị em bà con mình sẽ đón nhận em bằng những cái cách đăng ký kênh đó, rồi rung chuông để biết được những cái video mới nhất về nha mọi người. Và bà con nào cần cái nhu cầu xe nào đó thì cứ alo cho em nha.
Rồi bên em có mua bán và trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Và anh chị em bà con nào mình có cần cái xe nào hoặc mình cần bán hoặc cần trao đổi cứ alo cho em nha mọi người. Mọi thông tin chi tiết thì bà con mình cứ kết nối với em qua số điện thoại và qua Zalo ha, để có cái giá và để biết